Theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách với chủ đề 50 năm quan hệ ngoại giao Argentina-Việt Nam hiện tại và tương lai tại Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina. Còn tối qua tại Hà Nội thì đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam và trao Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới dự. Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng ngày hôm qua theo giờ Washington DC đã chính thức tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra vào năm sau. Phản ánh chi tiết của phóng viên Thái Thanh, thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. 4.000 vé lượt trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 do Liên đoàn bóng đá Campuchia phụ trách đã được phát hết. Vé này thì được phát miễn phí cho người dân. Phản ánh từ phóng viên Duy Hưng, phóng viên thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Campuchia. 20-30% so với cùng kỳ, và có thể thấy là với lượng cầu tăng cao, kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày sắp tới được cho là cơ hội vàng để ngành du lịch các địa phương tung ra những sản phẩm mới, hấp dẫn nhằm thu hút du khách. Và mời quý vị cùng với chúng tôi điểm qua những điểm đến nổi bật trên cả ba miền đất nước trong dịp lễ này. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì dự kiến là sẽ phát hành sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ ngày 15 tháng 6 tới. Và đối với các khối lớp khác thì đang triển khai in gấp, nhập nhanh để có sách giáo khoa đồng bộ, dự kiến phát hành từ ngày 1 tháng 5. Đồng thời thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ phụ huynh trong suốt thời gian cao điểm phát hành sách từ tháng 5 cho đến hết tháng 9. Tại Bình Định thì chiều qua, lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên đã được khai mạc tại quảng trường Quy Nhơn. Quân đội Philippines và Mỹ hôm qua đã tiến hành tập trận tên lửa phòng không chung. Và đây là một nội dung trong cuộc tập trận bắn đạn thật giữa quân đội hai nước đang diễn ra tại căn cứ hải quân phía Bắc Manila.